Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay bên công ty mình vừa về một cái mẫu giỏ này dành cho các loại xe mini rất là chắc chắn nhé. Đây, một là loại giỏ to, hai là loại giỏ nhỏ hơn này. Có hai loại mẫu giỏ cho các bạn lựa chọn nhé. Combo này có gồm cả một bộ bát này, một bộ bát nhé, bát giỏ này và một giỏ nhé. Để các bạn chỉ lắp cho mình đầy đủ ốc nhé. Đây, mỗi một chiếc giỏ sẽ tặng kèm cho cả một bộ ốc này và một bộ bát. Đấy. Đây, khi mình đã bắt lên một con xe điện Lihaji nhé, dành cho bắt các loại xe điện, tất cả các loại xe điện. Đây, mình bắt loại Lihaji nhé, rất là chắc chắn, chống xoay, chống đổ. Đấy, có nắp này. Đấy, thì cái khung của nó nhé, được thiết kế là khung bằng sắt 6, rất là chắc chắn, phun sơn tĩnh điện. Đây thì mình đo thực tế cái chiều dài, chiều rộng, chiều cao của nó nhé. Chiều dài của nó là 29, chiều ngang của nó là 29 và chiều cao của nó là 16 các bạn nhé. Rồi, ta đây.